đường có sử dụng viên uống Novotan sốt cáp được không? Bệnh nhân tiểu đường và người cao tuổi thì đều có thể sử dụng được sản phẩm Novotan sốt cáp. Có thể sử dụng duy trì từ 1 cho đến 2 tháng tùy từng đáp ứng của bệnh nhân. Và điều này thì sẽ cung cấp cho bệnh nhân những cái nguồn dinh dưỡng cũng như là những cái vitamin để bổ sung cho cái đôi mắt của mình. Thì đấy là cái câu trả lời của em ạ. Novotan Ultra, nước mắt nhân tạo công nghệ BFS Mỹ, giúp dưỡng ẩm, giảm khô, giảm mỏi mắt.